Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ thống thông tin di động 2G sẽ được tắt sóng trên toàn quốc vào ngày 16 tháng 9 năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 7 năm 2024, nhà mạng Viettel vẫn còn khoảng 250.000 thuê bao 2G, chiếm tỷ lệ nhiều nhất so với các nhà mạng khác. Để thúc đẩy người dân nhanh chóng thực hiện chuyển đổi dịch vụ và thiết bị từ 2G lên 4G, Viettel Thanh Hóa đang triển khai lộ trình tạm tắt sóng 2G sớm tại một số địa bàn, đồng thời chuẩn bị các phương án tối ưu để việc liên lạc được thông suốt. Thực hiện lộ trình tạm tắt sóng 2G sớm từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 đến 24 giờ ngày 24 tháng 7 vừa qua, Viettel Thanh Hóa đã tắt sóng 2G trên địa bàn hai huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa. Để chuẩn bị cho thời gian tạm tắt sóng 2G, một tuần trước khi thực hiện, chi nhánh Viettel Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, tổ chức 51 điểm hỗ trợ khách hàng đổi SIM và thiết bị 2G lên 4G tại từng xã thị trấn trên địa bàn. Cùng với đó, trong thời gian tạm tắt sóng 2G, nhân viên Viettel Thiệu Hóa đã phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng ra soát danh sách thuê bao 2G còn tồn tại, đến từng nhà để hỗ trợ người dân chuyển đổi SIM và thiết bị từ 2G lên 4G. Hiện nay là sóng 4G của hai huyện này là tương đương với lại 2G. Cái thứ hai là cái việc mà đảm bảo nguồn nhân lực cũng như là các cái thiết bị đầu cuối để làm sao đấy là hỗ trợ bà con một cách tốt nhất. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày chính thức tắt sóng 2G là 16 tháng 9 năm 2024, nhà mạng Viettel sẽ tiếp tục triển khai 5 đợt tạm tắt sóng 2G sớm nhằm đảm bảo đúng lộ trình tắt sóng 2G và giúp người dân không bị mất liên lạc. Viettel Thanh Hóa có nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng, nhất là đối tượng nghèo và cận nghèo khi chuyển đổi SIM và nâng cấp điện thoại từ 2G lên 4G. Đối với hạ tầng vùng phủ, Viettel Thanh Hóa sẽ phủ toàn bộ mạng 4G ít nhất bằng 2G đúng vùng phủ để khách hàng sử dụng không bị gián đoạn.